trong điều trị bệnh vật nuôi. Xin chào, tôi là bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, với sứ mệnh giúp hàng triệu chủ đại lý cũng như bà con chăn nuôi có được cuộc sống tự do, ấm lo và hạnh phúc. Thì hôm nay chia sẻ với anh chị ba cái bước chính trong cái điều trị bệnh vật nuôi. Bước 1 đó chính là gì ạ? Vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng. Vâng, đấy. Cái đầu tiên khi mà anh chị điều trị bệnh thì hãy phun khử trùng, hãy dọn dẹp môi trường chuồng nuôi làm sao để cho con vật nuôi của anh chị có được một cái môi trường sạch sẽ, thông thoáng, giúp cho đàn vật nuôi mau khỏi bệnh. Cái bước số 2 đó chính là cái bước dùng thuốc. Vâng, bước dùng thuốc thì anh chị phải lưu ý rằng là tôi khi mà trong quá trình đi giảng hội thảo thì tôi luôn chia sẻ với anh chị là anh chị chăn nuôi là những người đầu bác sĩ đầu tiên chẩn đoán phát hiện cái đàn gia súc gia cầm của mình bị bệnh. Bởi vì một ngày anh chị cho ăn 3 bữa, một ngày anh chị cho uống nước 2-3 lần thì anh chị sẽ biết được cái đàn vật nuôi nhà anh chị nó có uống nhiều nước hay không, nó có giảm ăn, giảm uống hay không. Đấy, thì anh chị nếu như có hiện tượng giảm ăn, giảm uống, thậm chí tăng ăn, ăn tăng lên cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái bệnh. Tôi nói ví dụ như là bệnh Gumboro hay bệnh cầu trùng, thì trước đó đàn gà nhà anh chị sẽ ăn lên rất là nhiều, đúng không? Ăn khỏe, rất là khỏe, và y si ngày hôm sau là đàn gà của anh chị sẽ bị cầu trùng máu tươi hoặc là bị Gumboro, đúng không? Vâng, đấy. Thì anh chị sẽ phải là những người bác sĩ đầu tiên chẩn đoán phát hiện cái đàn gia súc gia cầm nhà mình bị bệnh để chúng ta có cái hướng xử lý kịp thời. Và tôi thì tôi luôn khuyến cáo các anh chị khi các anh chị vào đàn gà, đàn ngan, đàn vịt hay là đàn heo thì anh chị hãy lên chuẩn bị trước 1-2 cân hạ sốt, 1-2 cân thuốc bổ và một vài cân men, một vài cân điện giải trước, để anh chị có thể mỗi khi đàn gà bị bệnh thì anh chị có thể có cái thuốc xử lý ngay. Vì có thể nếu như đàn gà hay là đàn ngan, đàn vịt của anh chị có hiện tượng sốt thì anh chị sẽ sẵn có thuốc hạ sốt ở trong nhà để anh chị điều trị luôn. Vâng, và cái bước số 3 nữa đó chính là cái bước bổ trợ. Vâng, bước dùng thuốc bổ trợ thì anh chị hãy sử dụng sau khi anh chị dùng kháng sinh với những cái bệnh liên quan đến vấn đề về vi khuẩn. Còn anh chị lưu ý là virus thì kháng sinh không có tác dụng điều trị nhá, anh chị lưu ý cho tôi. Kháng sinh chỉ có tác dụng điều trị đối với các cái vi khuẩn gây hại hoặc là anh chị điều trị các cái bệnh kế phát của virus gây ra. Đấy, còn lại anh chị quan trọng nhất vẫn là anh chị hãy sử dụng một số các sản phẩm thuốc bổ để anh chị có thể nâng cao cái sức đề kháng lên cho cái đàn heo, đàn gà. Và trên tay tôi đây chính là cái sản phẩm Amilovitan. Đây là một sản phẩm vô cùng tuyệt vời của công ty cổ phần thuốc thú y TST. Vâng, sản phẩm này nó là một cái sản phẩm axit hữu cơ. Khi mà anh chị dùng cái sản phẩm này ấy, thì cái nó sẽ đưa cái pH đường ruột cho con gà, con heo của anh chị về dưới 3,5. Mà ở cái pH dưới 3,5 thì đàn heo, đàn gà của anh chị sẽ hoàn toàn có thể ức chế được các cái vi khuẩn có hại trên đường tiêu hóa, ví dụ như là E. coli, ví dụ như là Salmonella, đấy gây ra hiện tượng thương hàn, đúng không? Ví dụ như là một số các cái trực khuẩn yếm khí Clostridium perfringens, anh chị sẽ kiểm soát được. Và đặc biệt trong cái sản phẩm này nó chứa 42 thành phần axit amin có chiết xuất lấm men 35%, nó giúp ổn định được cái hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tăng cái chiều dài của nhung mao liên mạc ruột, giúp cho cái đàn gà của anh chị tăng cường cái khả năng hấp thu. Và đặc biệt nó có cái kháng thể IgG, đây là một cái kháng thể không đặc hiệu, giúp cho cái đàn vật nuôi của anh chị có thể kháng được một số các cái loại virus khi mà nó xâm nhập vào cái cơ thể đàn vật nuôi của anh chị. Vâng, và đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt là cái Amilovitan này nó có tác dụng tái tạo các cái tế bào gan, thận, lon, giúp tăng cường cái khả năng đào thải. Bởi vì khi anh chị biết rằng khi mà đàn vật nuôi của anh chị bị bệnh thì cái vòng xoắn bệnh lý nó vô cùng là trầm trọng và nó thải ra rất là nhiều các cái độc tố trong chính cái cơ thể của cái đàn vật nuôi của anh chị, thì rất cần một cái sự đào thải độc tố tăng lên gấp nhiều lần để giúp cho thực bào bắt nuốt một số các cái vi khuẩn virus cũng như là một số các cái độc tố có hại gây ra cái vòng xoắn bệnh lý nó trầm trọng hơn. Thì đây là cái sản phẩm rất là tuyệt vời, giúp cho các anh chị có thể xử lý dứt điểm được cái đàn vật nuôi của nhà mình bị bệnh. Và đặc biệt là anh chị nếu như anh chị dùng kháng sinh như dài ngày thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để giúp cho các anh chị có thể giải quyết được cái vấn đề gan thận cho con gà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh chị và các bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube thương hiệu của bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng, kênh YouTube thương hiệu của công ty cổ phần thuốc thú y TTIZ, để mỗi lần tôi phát cái video mới nhất anh chị sẽ là những người đầu tiên đón nhận được những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời của bác sĩ Thú Y Vũ Văn Hùng. Trân trọng cảm ơn quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo của tôi. Bye bye các anh chị.